Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Như thường lệ, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những bản tin nhanh nhất, mới nhất về tình hình dịch COVID-19 trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. Khởi tố cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, vụ chuyến bay giải cứu. Quà Tết, chuyện to hay chuyện nhỏ? Khởi tố bắt tạm giam 3 cán bộ đoàn kiểm tra liên ngành ở Bình Thuận. Gỡ rối để phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Khởi tố cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, vụ chuyến bay giải cứu. Thưa quý vị, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia và một cựu cán bộ đại sứ quán bị cơ quan an ninh khởi tố để điều tra những sai phạm liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu. Ngày 5 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia và ông Nguyễn Hoàng Linh, cựu cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Cả hai bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Thái bị cơ quan an ninh thực hiện lệnh bắt tạm giam, còn ông Linh được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, cơ quan an ninh đã thực hiện khám xét đối với cả hai người. Hai bị can bị khởi tố trong quá trình cơ quan an ninh mở rộng điều tra vụ án chuyến bay giải cứu. Mới đây nhất, vụ án có diễn biến đáng chú ý khi ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản bị bắt. Cả hai người này bị điều tra về tội nhận hối lộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cũng mới bị bắt vì tội nhận hối lộ. Thưa quý vị, sau gần một năm khởi tố vụ án đưa nhận hối lộ liên quan đến chuyến bay giải cứu, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam gần 40 người, trong đó có nhiều cán bộ lãnh đạo các bộ ngành, có đến 9 cơ quan nhà nước từ cấp bộ ngành đến chính quyền địa phương, có lãnh đạo, cựu lãnh đạo và cán bộ bị bắt trong vụ án sai phạm có tính chất rất nghiêm trọng này. Hai quan chức cao nhất bị khởi tố đến nay là hai cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, gồm Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam. Ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đã bị bắt về tội nhận hối lộ. Nhiều cán bộ của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an, Ban Đối ngoại Trung ương cũng đã bị khởi tố về những sai phạm có liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu. Tại cuộc họp báo vào hồi cuối tháng 6, lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra cho biết, kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Trước đó, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 chuyến bay giải cứu người Việt từ nước ngoài về trong các đợt COVID-19 vừa qua. Có chuyến bay sau khi trừ chi phí lợi nhuận vài tỷ đồng. Quà Tết, chuyện to hay chuyện nhỏ? Thưa quý vị, chỉ vì lợi dụng cơ hội để cầu cạnh sanh lộc cá nhân, mua xanh bán chức hay chạy trọt đủ điều mà kẻ cơ hội đã làm cho việc tặng quà Tết một mỹ tục bị biến tướng. Tại họp báo chính phủ thường kỳ vừa diễn ra, câu chuyện về việc nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức đã được đề cập đến. Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Thủy, cần tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân nhận thức được giá trị của Tết truyền thống cũng như giá trị văn hóa của tặng quà Tết, để mọi người dân thực hành cho đúng truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Đó là giá trị tinh thần, chứ không đặt nặng vật chất. Để ngăn chặn những biến tướng tiêu cực trong việc tặng quà Tết, theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Thủy, ngoài sự ngăn chặn, ngăn cấm theo chỉ thị của Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, thì còn có một lối chặn bên trong là đạo đức của người cán bộ. Thưa quý vị, với người dân đất Việt, Tết luôn có một ý nghĩa thiêng liêng trong tâm thức. Truyền thống tặng quà Tết là nét văn hóa rất tốt đẹp. Tuy nhiên, nét văn hóa tốt đẹp trên đã bị biến tướng bởi một số đối tượng vì mưu lợi cá nhân. Còn nhớ trong phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ khai rằng, dịp Tết Nguyên đán 2016, Bùi Quang Huy, Giám đốc Công ty Nhật Cường đến chúc Tết cùng gói quà có 300 triệu và chai rượu. Hay mới đây thôi, cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái, mỗi người nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng của AIC, bị tòa phạt 11 và 9 năm tù. Trong đó, nhiều lần số tiền đưa ngụy trang bằng món quà Tết. Nghiêm cấm biếu tặng quà Tết là vấn đề luôn được lãnh đạo Đảng, Chính phủ quán triệt hàng năm. Điều đó chứng tỏ xung quanh nét đẹp văn hóa truyền thống này vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới tiêu cực tham nhũng. Hãy lưu ý đến con số này,
Năm 2019, cả nước chỉ có 3 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 103 triệu đồng. Năm 2020, có 7 người nộp lại quà tặng với giá trị là 305 triệu đồng. Năm 2021, có 4 trường hợp nộp lại quà tặng với số tiền 350 triệu đồng. Năm 2022, có 14 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng số tiền 260,7 triệu đồng. Lưu ý, đây là quà tặng chung chứ không riêng gì quà Tết. Phải chăng đây là những con số đã phản ánh đúng thực tế câu chuyện quà Tết hay còn nhiều lắm những trường hợp chưa bị lộ? Chắc chắn là còn nhiều. Vậy nên, để quà Tết không bị biến tướng một cách đáng xấu hổ, rất cần thái độ tự trọng và liêm chính của những người có chức vụ. Đó cũng là cách để tạo lại nét đẹp trong ý tục chúc Tết của người dân đất Việt. Vì câu chuyện quà Tết, nó không hề nhỏ mà nó rất to, bởi ngăn chặn quà Tết bị biến tướng là ngăn chặn những mầm họa lớn hơn. Khởi tố bắt tạm giam 3 cán bộ đoàn kiểm tra liên ngành ở Bình Thuận. Thưa quý vị, cơ quan điều tra vừa khởi tố bắt tạm giam 3 bị can là thành viên đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam do đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận chủ trì. Ngày 4 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Minh Thắng, nguyên cán bộ đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Anh Phong, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng huyện Hàm Thuận Nam và Phạm Phú Tường, cán bộ chi cục thuế khu vực huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo Phạm Minh Thắng, Nguyễn Anh Phong và Phạm Phú Tường là thành viên đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam do đội quản lý thị trường số 2 chủ trì. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc tàng trữ đất sét tại 3 công ty và hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công để lập hồ sơ hạ thấp khối lượng đất sét mà 3 đơn vị trên đã tàng trữ, không có nguồn gốc hợp pháp so với thực tế, gây thất thoát tài sản nhà nước. Liên quan vụ án, ngày 16 tháng 9 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Trần Văn Thăng, Bùi Viết Mạnh và Ngô Minh Phúc về tội nhận hối lộ. Trước đó, cơ quan chức năng nhận thông tin phản ánh và đơn của công dân về tình hình hoạt động kiểm tra khoáng sản đất sét của đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam. Làm việc với cơ quan chức năng, 5 trên 7 cán bộ của đội quản lý thị trường số 2 thừa nhận có nhận tiền của 3 doanh nghiệp sản xuất gạch ngói, tổng số tiền là 125 triệu đồng. Hiện vụ việc tiếp tục mở rộng điều tra. Gỡ rối để phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, giải quyết cơ chế để gỡ rối các điểm nghẽn là kiến tạo nền tảng phát triển mới cho thành phố cho thập niên tới. Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 31 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thay thế Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị khóa 11. Nếu Nghị quyết của Bộ Chính trị có tính định hướng, biểu thị tầm nhìn xa, tính dự báo và biên độ ứng phó rộng cho những phát sinh khách quan lẫn chủ quan, thì một Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội cần cụ thể hóa các định hướng của Bộ Chính trị thành các điều khoản cơ chế pháp luật là đường dẫn nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh. Những thay đổi biến động và sức phát triển của toàn cầu quốc gia, nhất là phép thử COVID-19 và sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 16, đã đòi hỏi phải có một quan điểm phương thức điều hành phù hợp, có tính dẫn trước mạnh mẽ. Đặt trong tình hình điều kiện và cơ hội mới, nhìn từ quy hoạch tổng thể quốc gia, mối liên kết và phân vai của cực tăng trưởng thành phố Hồ Chí Minh trong 4 vùng động lực quốc gia phía Nam và vùng động lực đồng bằng sông Cửu Long sẽ là thời điểm quyết định tái cấu trúc thị trường đào tạo, sản xuất, nhân lực lao động, kể cả mô hình phân bổ dân cư cho thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương nội vùng, khu vực phía Nam. Các cơ chế đề xuất trong giai đoạn này, ít nhất là 5 năm tới, mang tính thí điểm vì thực tế cho thấy khung pháp lý hiện tại chưa phù hợp hoặc chậm cập nhật hơn so với quá trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và nhiều vấn đề mới phát sinh trong quá trình phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn chưa có khung pháp lý, luật để quy định. Chính vì vậy, từ nghị quyết của Bộ Chính trị thể hiện qua việc định vị vai trò, vị trí theo khái niệm đầu tàu, dẫn dắt, mô hình sáng tạo và định hướng phát triển của thành phố là cửa ngõ của châu Á trong dòng chảy phát triển toàn cầu về dịch vụ logistics, tài chính, công nghệ và con người. Để nghị quyết của Quốc hội tập trung vào các cơ chế cần được tháo gỡ và trao cho thành phố để hiện thực hóa các định vị, định hướng của Bộ Chính trị. Cụ thể là cần gỡ rối cho những điểm nghẽn về quản lý đầu tư, quản lý tài chính ngân sách, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, quản lý bộ máy biên chế. Việc ngồi lại để gỡ rối sẽ phải cùng thỏa thuận trên nguyên tắc hiệu quả và các vấn đề bức thiết nhất của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Muốn đề xuất điều gì thì phải lý giải rõ các bước, khi đã có được cơ chế thì sẽ gỡ những đầu việc gì, dự án nào, việc gỡ có thúc đẩy được
những việc dự án đó hoàn tất trong 5 năm tới hay không. Một khi các điểm nghẽn đã được tháo gỡ, các cơ chế nền tảng được xác lập, thì dòng chảy kiến tạo sẽ khơi thông cho nội lực Thành phố Hồ Chí Minh. Một điểm cần nhấn mạnh rằng các vấn đề phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh đã được xác định trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc và Đảng bộ thành phố nhưng chưa có khung pháp lý để thực thi hay phát huy đến các tiềm năng. Một trong hai vấn đề chính là phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và phát triển Thành phố Thủ Đức thành một cực tăng trưởng mới. Giải quyết cơ chế để thúc đẩy hai vấn đề này là kiến tạo nền tảng phát triển mới cho thành phố trong thập niên tới.